Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong E1. Hôm nay mình à, sẽ cập nhật cho anh em à, về cái dự án đốt và mình sẽ nhắc lại những cái thời điểm quan trọng mà anh em cần chú ý à, trong thời gian sắp tới. Cũng như là mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để anh em có thể là giao dịch cái đồng đốt trên cái sàn Binance nha. À, và anh em có thể là à, bán ra tiền Việt Nam đồng à, rút về tài khoản ngân hàng của mình nha. Thì à, đầu tiên mình sẽ cập nhật lại những cái thời điểm quan trọng à, đối với dự án đốt. À, thì ở đây nó sẽ có ba mốc thời gian. À. Thứ nhất là vào lúc 4 giờ chiều UTC ngày 23 tháng 8 thì cái hạn À, mà cho anh em rút về cái những cái sàn cái ví nó sẽ kết thúc cho nên là anh em sẽ tranh thủ làm trước cái thời điểm này ha thì à, 4 giờ chiều UTC à, là tương đương với 23 giờ là 11 giờ khuya ngày 23 tháng 8 nha thì hôm nay là 23 tháng 8 này thì 11 giờ tối nay thì nó sẽ chính thức kết thúc cái việc mà cho anh em mà cờ lem nha đó Hôm nay là ngày 23 tháng 8. Rồi nha. Đó thì à, từ đây cho đến à, 11 giờ khuya ngày hôm nay anh em tranh thủ à, để mà anh em có thể là rút về sàn hoặc là những cái ví mà anh em à, yêu thích nha. Rồi, cái thời điểm thứ hai à, đó là cái vào lúc 8 giờ 8 giờ sáng UTC ngày 26 tháng 8 là tương đương với là 15 giờ chiều là 3 giờ chiều ngày 26 tháng 8 thì nó sẽ mở rút cho những anh em nào mà yêu cầu rút về cái ví à, Tonkeeper ha à, con là những cái ví mà ngoài cái ví Telegram nha. Đó thì anh em sẽ tranh thủ vào cái thời điểm là 3 giờ chiều ngày 26 tháng 8. Anh em sẽ cài đặt đồng hồ vào vào đó để anh em yêu cầu erop nha. Anh em lưu ý là anh em cần phải vào để thao tác à, yêu cầu về cái ví Tonkeeper. Đó, à để nó cái à, cái 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 Aerobe của anh em nó mới được chuyển vào ví Tonkeeper nha. Đó, đó là thời điểm thứ hai. Anh em cần cân nhắc à, lưu ý nha, rồi thứ ba là cái thời điểm đích sang chính thức là vào lúc 12 giờ à, PM à, UTC có nghĩa là vào lúc 19 giờ à, có nghĩa là 7 giờ tối ngày 26 tháng 8 thì nó sẽ chính thức đi sang nha đó. rồi đó là thông tin về ba cái mốc quan trọng rồi bây giờ mình sẽ có thông tin tiếp theo à, là đối với những em nào mà khi mà anh em vào kiểm kiểm tra cái tài khoản của mình đó mà anh em cảm thấy là anh em bấm vào cái chỗ mà à, Europe, mà nó chuyển qua sàn á thì nó sẽ có thông báo như thế này ha. À, thì khi mà anh em có thông báo này có nghĩa là chúc mừng tài khoản của anh em đã đủ điều kiện và nó sẽ chuyển về cái sàn cho anh em. Còn những anh em nào mà có cái thông báo như hình ảnh ở trên đây, ví dụ như impossible, impossible này. Thì uh, xin chia buồn chất cho tất cả những anh em nào có cái thông báo này, có nghĩa là tài khoản của anh em bị đình chỉ nha. Đó, lưu ý nha. Rồi ok. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để anh em có thể giao dịch cái đồng đốt à, trên cái sàn à, Binance. Thì khi nó chuyển về cái sàn Binance cho anh em á, thì anh em sẽ vào cái phần à, trang chủ nè. À, anh em vào phần ví góc dưới, à, góc dưới phải màn hình á. Rồi anh em sẽ vào cho mình cái phần funding ở trên đầu cung. Rồi anh em sẽ search cho mình ha, bấm vào cái chỗ search, anh em sẽ search cái đồng đốt cho mình. Rồi anh em bấm vào đó, à, thì ở đây nó sẽ hiện ra cái số dư của đồng đốt khả dụng của anh em đó thì khi mà nó chuyển về thì nó sẽ hiện cái số dư ở đây nha yeah. rồi thì để giao dịch được con này á thì anh em sẽ quay lại trang chủ anh em vào phòng ví lại này anh em vào cái phần phân lại ha rồi anh em vào cái phần tổng quan và tài khoản này đó anh em vào tổng quan và tài khoản thì anh em sẽ có cái phần là chuyển này anh em bấm vào chữ chuyển cho mình đó sau đó anh em sẽ chuyển cái đồng đốt từ cái À, cái ví uh, funding sang cái ví support anh em bấm vào cái dấu mũi uh, tên đây, à, anh em chuyển ngược lại ha từ ví funding sang ví support thì anh em sẽ chọn đồng coi phía dưới này anh em sẽ chọn cho mình cái đồng dot đó à, sau đó anh em chọn tối đa ha thì anh em sẽ chuyển được là dot từ cái ví funding sang cái ví support sau đó anh em bấm xác nhận chuyển là được ha đó à, thì uh, anh em phải có cái bước này để anh em mới chuyển được cái đồng uh, dot từ cái ví funding sang cái ví support thì anh em mới giao dịch được nha vì à, tại vì cái ví funding chính là cái ví mà chủ yếu là để lưu trữ đồng coi, không có thể giao dịch được Còn muốn giao dịch thì anh em phải có, còn phải chuyển cái đồng coi đó từ cái ví funding sang cái ví support Thì anh em mới giao dịch được nha, đó là như vậy Rồi sau khi anh em chuyển xong về cái uh, ví support xong, anh em bấm vào giao dịch phía dưới này Có chữ giao dịch ở giữa đó Rồi anh em sẽ chọn cho mình cái cặp à, Cái cặp uh, tiền tệ ha, ở đây anh em sẽ chọn dot Cặp dot nè đó sẹt usdt thì khi mà nó lít sang thì nó sẽ hiện cái cặp đó ra cho anh em anh em chọn cái cặp giao dịch đó ha đó thì ví dụ hôm nay mình hướng dẫn giả sử như mình chọn cái cặp ton đi đó mình lấy ví dụ ha đó thì sau khi anh em chọn cái cặp giao dịch đó xong thì anh em bấm vào chữ bán đây rồi thì bán thì anh em sẽ có hai cách thứ nhất là anh em bán ở cái dạng limit có nghĩa là giới hạn thì anh em chọn ở giữa này ở dưới thứ hai dòng thứ hai nó có cái chữ limit á anh em chọn limit sau đó anh em sẽ đặt cái giá ha ví dụ như giá hiện tại là 6.5 thì nẹp anh em sẽ đặt 6.6 các đó rồi anh em sẽ kéo cái số lượng của đồng đốt sang và anh em bấm chữ bán cho mình. thì khi đó nó có một cái lệnh treo, à, lệnh treo thì à, thì khi mà cái giá đốt nó tăng lên cái giá bằng cái giá mà anh em đã đặt rồi thì nó sẽ khớp lệnh tự động nó khớp lệnh và nó chuyển cái đồng đốt sang UDT cho anh em. đó là cái cách bán thứ nhất. rồi cách bán thứ hai thì anh em sẽ bấm vào cái dòng thứ hai anh em sẽ chọn cho mình cái lệnh market thì đối với lại market thì anh em chỉ cần kéo cái số đốt mà anh em cần bán ra thôi rồi anh em bấm chữ bán thì ngay thời điểm mà anh em đặt lệnh đó thì nó sẽ chốt cái giá bán ngay từ tại thời điểm mà anh em đặt lệnh luôn ha và nó sẽ khớp lệnh ngay lập tức và nó chuyển cái đồng đốt sang quỹ cho anh em luôn à, ngay tức khác ha nếu bán nhanh thì anh em sẽ chọn cái market bán cho nhanh đó là như vậy ha rồi sau khi mà anh em bán sang UDT xong thì cái UDT nó sẽ nằm trong cái phần quý và cái À, nó nằm trong cái phần giao ngay này, đó, anh em vào phần giao ngay trên đầu cùng thì nó sẽ có cái U, UDT của anh em ở trong đây, đó, thì à, khi mà có UDT rồi, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để anh em có thể là rút cái UDT, UDT này à, về về cái sàn OKX ha, thì à, ở trên cái sàn OKX nó có một cái chức năng là à, giao dịch b2b, thì trên đó nó có à, tích hợp luôn à, cái 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 um, tính năng là bán sang việt nam đồng, đó rút về tài khoản ngân hàng rất là tiện lợi nha rồi bây giờ khi mà anh em đã có USDT trong cái uh, quý giao ngay ở trên sàn Binance rồi bây giờ mình sẽ bấm vào cái tự chuyển cho mình à, tự chuyển sau đó anh em sẽ chọn cái uh, ở mục trên này là ví support ở mục dưới là ví funding đó. À, anh em giữ nguyên như vậy sau đó anh em sẽ chọn cái đồng coi là USDT đó. À, sau đó anh em chọn số lượng ha hoặc là bấm tối đa rồi em bấm xác nhận chuyển phía dưới này. Thì lúc đó anh em sẽ chuyển cái USDT từ cái ví support sang cái ví Funding. ha. À, đó. Rồi, sau khi chuyển qua cái ví Funding xong anh em vào cái phần ví lại anh em sẽ chọn cái ví Funding ở góc, góc trên này, phía trên đó. ha. À, đó. Thì à uh, từ cái USDT từ trong cái ví Funding này anh em sẽ chuyển sang cái sàn OKX. ha. À, đó thì à uh, chuyển như thế nào thì anh em sẽ uh, bấm vào cái uh, sàn OK cho mình. Rồi anh em sẽ vào cái sàn OK trước ha. Sau đó anh em vào phần sàn giao dịch ở phía trên đầu cùng này, phần giao dịch ha. Rồi anh em vào phần tài sản cho mình. Tiếp tục anh em vào cái phần ví uh, Fundin. Ví Fundin ha, sau đó anh em bấm chữ nạp cho mình này. Nạp. Đó, nạp. Sau đó nó sẽ chọn là nạp tiền mã hóa. Rồi, ở đây anh em sẽ nhập cái USDT, rồi bấm USDT đây, chọn vô. Anh em sẽ chọn cái mạng là USDT trc 20 trên cung này để cho cái phí nó rẻ ha. Rồi, sau đó anh em sẽ copy à, cái phần địa chỉ nào ở đây, à, nó có hai biển vỡ nè anh em bấm vào đây để copy, nha. À. Rồi anh em quay lại cái sàn Binance, sàn Binance, thì à, hiện tại nó nằm trong cái ví phân ha. Bây giờ mình sẽ vào, anh em bấm vào chữ rút cho mình. Rồi, anh em sẽ tìm kiếm cho mình là USDT. Rồi anh em sẽ chọn USDT đây. Tiếp tục anh em bấm vào gửi qua mạng tiền à, mã hóa. Rồi anh em sẽ dán cái địa chỉ trên sàn OKX vào đây. Ha. À, tiếp tục ở mạng lưới anh em sẽ bấm vào đây anh em sẽ chọn cho mình là TRC20. Đó, à, anh em lưu ý là phải chọn đúng hai cái mạng với nhau ha, phải khớp với nhau. Tiếp tục ở cái phần số lượng rút nè, số tiền rút thì anh em lưu ý à, rút tối thiểu là 10 usdt nha à, thì nó mới cho rút rồi anh em bấm tối đa à, sau đó anh em bấm tự rút cho mình thì lúc đó nó sẽ xác nhận cái lệnh rút cho anh em à, thì à, sàn Binance nó sẽ có những cái bước xác minh à, số điện thoại mã OTP khi mà liên kết xác minh sàn sàn Binance ha thì nó sẽ xác nhận rút à, cái lệnh rút về cho cái sàn OKX à, Như vậy vậy xong ha rồi thì à, anh em sẽ chờ một xíu thì nó sẽ cái usdt nó sẽ vào ví À, trên cái sàn OKX, thì à, khi mà nó vào thì à, anh em sẽ thấy là nằm trong cái phần tài sản và nó nằm trong cái phần quý phần đi. Anh em vào phần quý phần đi sẽ thấy được cái UID của anh em, nha. Đó. Thì sau khi mà có UID của anh em rồi, ha, thì à, bây giờ anh em sẽ quay ra, này. anh em vào cái, à, anh em vào cái phần tài sản của anh em ha. Thì à, ở đây ở đây nó sẽ có cái chữ rút ở trên đầu cùng này anh em bấm vào rút rút ha thì à, ở đây này nó có cái chữ giao dịch B2B này anh em bấm vào đây đó thì trên cái giao dịch B2B này, này nó có hai chức năng thứ nhất là B2B trên đầu cùng này thì lúc đây là đây là cái chức năng mà anh em có thể là đặt một cái lệnh à, mua hoặc là bán của DT với một cái người à, thứ hai ha thì tùy vào ví dụ anh em cảm thấy ai bán giá cao thì anh em à, có thể là bán. À, anh em ai ai mua giá cao thì anh em bán, còn nếu như anh em muốn mua thì anh em sẽ mua những người nào mà bán với cái giá thấp ha. À, thì ở đây anh em có hai tùy chọn ha, mua và bán. Anh em chọn vào. Đó. À, thì đây là cái giao dịch B2B. Ví dụ anh em sẽ chọn bấm chữ bán nè. À, anh em muốn bán thì anh em bấm được bán, sau đó anh em sẽ chọn cái người ví dụ ở người trên cùng để bấm vào bán. Đó, thì ở đây không còn nữa thì anh em sẽ chọn người thứ hai chẳng hạn. Đó, ha, sau đó anh em sẽ chọn cái số lượng USDt anh em cần bán này. ha, rồi à, thì lúc đó là cửa sổ thanh toán 15 phút này, nhà quảng cáo trạng thái đang online thì anh em bấm vào chữ bán để xác nhận lệnh bán. ha, thì khi đó à, anh em sẽ chờ một khoảng thời gian thì nó sẽ tự động nó khớp lệnh. ha, và nó trả à, về cái à, USDt về cái tiền Việt Nam Đông cho anh em. đó là cách bán B2B với với một người thứ hai. Còn cách bán đơn giản hơn là anh em bấm vào cái Xpress Trên đầu cùng Thì đây nó sẽ cho anh em quy đổi à, Anh em có thể là bấm vào chữ bán ở đây à, Anh em sẽ chọn ví dụ ở đây mình có 100 USDT à, Thì mình sẽ nhận được là 2 triệu rưỡi Việt Nam đồng à, Đó Thì giả sử như ở đây mình, mình nhập 1 uh, USDT này à, Thì mình sẽ nhận được 25 ngàn Tiếp tục anh em chọn phương thức thanh toán này Thì ở đây nó sẽ tự động nó sẽ chuyển về ngân hàng, bấm vào chuyển khoản về ngân hàng. Sau đó anh em bấm vào thêm phương thức thanh toán cho mình. Ha, à, thì ở đây anh em sẽ nhập cái tên tài khoản của anh em này, số tài khoản này, tên ngân hàng này và tên chi nhánh ha. À, thì sau khi nhập tất cả cái thông tin tài khoản của anh em thì anh em bấm xác nhận. Ha, à, thì lúc đó anh em sẽ liên kết với tài khoản ngân hàng của anh em với cái sàn OKX à, và nó sẽ xác nhận một cái lệnh là bán đô. À, từ UDT sang cái tiền Việt Nam đồng và nó chỉ chuyển thẳng về tài khoản mà anh em đã liên kết luôn nha. Đó. Đó là cái cách mà anh em có thể là giao dịch và bán USDT sang Việt Nam đồng. rất là đơn giản trên sàn OKX nha. Đó. Rồi. À, về cơ bản như vậy nha thì trên đây là mình đã cập nhật số thông tin cũng như là hướng dẫn cho anh em cách giao dịch cái đồng đốt trên cái sàn Binance. Và anh em có thể là rút về sàn OKX và bán sang Việt Nam Đông nha. Rồi ok thì nếu thấy video hữu ích thì cho mình một nút like để ủng hộ video ha. Những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký và chọn ở chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Xin chào hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.